Mọi người vẫn thường hay nhắc đến nghề DJ nhưng ít ai hiểu được nghề này không hề đơn giản. Đặc biệt nhắc tới DJ nữ thì phần lớn ai cũng cho họ là những vũ nữ hư hỏng làm ở những quán bar. Ngày nào người đến mang bao nhiêu hẹn thề và ngàn hạnh phúc tay trong tay vỗ về và sẽ chỉ có em nơi đây rơi lệ. Thật là quá sai lầm cho những suy nghĩ như vậy. DJ là những người đam mê âm nhạc, có khả năng chỉnh nhạc các bài hát tạo sự sôi động trong các quán bar, nhà hàng, tiệc tùng. Và hơn hết, họ phải là những người có bản lĩnh làm chủ được chính mình, vượt qua những cám dỗ tệ nạn. Vậy thì chúng ta càng phải khâm phục và tự hào về những nữ DJ đang cống hiến tài năng của mình cho đất nước. Nào hãy cùng Bí ẩn Kinh Hoàng điểm mặt top 10 những nữ DJ xinh đẹp nhất Việt Nam hiện nay nhé. DJ Thúy Khanh. Thúy Khanh hiện diện với hai tên gọi, vừa là ca sĩ vừa là DJ. Trước khi đến với nghề DJ, cô là nữ ca sĩ hải ngoại, chuyên hát các thể loại nhạc quê hương. Với giọng hát ngọt ngào, âm vực cao và trong, nữ ca sĩ được rất nhiều người hâm mộ. Không chỉ dừng lại ở sự thành công đó, cô muốn thử sức mình với nghề DJ. Và bây giờ cô càng nóng bỏng cuốn hút hơn. Cô sẵn sàng thiêu đốt sàn nhảy bằng cách mix nhạc vô cùng chất của mình. Hình ảnh của cô trong mắt khán giả là một nữ DJ lạnh lùng, sắc sảo và quyến rũ. DJ Nguyễn Thị Phi Yến. Phi Yến là nữ DJ xinh đẹp nhất Việt Nam tiếp theo mà Bí ẩn Kinh Hoàng muốn nhắc đến. Cũng như nhiều DJ khác, Phi Yến đến với nghề cũng rất tình cờ. Trong một dịp đi bar, cô đã bị cuốn hút bởi âm thanh sôi động cùng sự chuyên nghiệp của các DJ trong quán. Vì thế cô quyết định theo đuổi nghề này. Sở trường của cô là dòng nhạc electro và Vina House. Ngoài là một DJ, cô còn là người mẫu ảnh và tham gia đóng MV ca nhạc. DJ TT. Không hiểu vì lý do gì mà cái nghề này thu hút rất nhiều các cô nàng xinh đẹp góp mặt. Và tất nhiên là Huỳnh Anh Thảo, TT cũng không ngoại lệ. Sinh ra tại Khánh Hòa, cô gái sinh năm 1993 không thể cản được cám dỗ của nghề thời thượng này. Cô chia sẻ rằng trong thế giới DJ đầy hào nhoáng, cô có lúc còn không nhận ra chính mình. Cô yêu cái nghề này bởi nó thể hiện được cái tài cộng khả năng đứng vững giữa cả rừng cạm bẫy. Cô chấp nhận mạo hiểm theo nghề vì đam mê cũng như vì mưu sinh. DJ Windy Queen. Với các fan cuồng dòng nhạc điện tử thì cái tên Windy Queen không còn xa lạ nữa rồi. Cô là người làm mưa làm gió ở dòng nhạc này. Không may gia đình cô gặp biến cố và phá sản, cô đã phải một mình lên Sài Gòn làm đủ nghề và bén duyên với nghề DJ. Nghề DJ này đã bộc lộ khả năng chất chứa trong con người cô đã có cơ hội bùng nổ. Gương mặt khả ái kèm nhan sắc không thua kém bất kỳ hot girl nào khiến cô trở thành một trong những nữ DJ xinh đẹp nhất Việt Nam. Mới chỉ sinh năm 1994, nhưng DJ Tít đã có cái tên vô cùng hot ở Hà Nội. Tên thật của cô là Trần Thị Thủy Tiên. Tuy thân hình nhỏ nhắn nhưng cô không hề kém phần gợi cảm một chút nào. Trong các show diễn, cô luôn xuất hiện với những trang phục ôm sát để lộ đường cong cơ thể. Hoặc cô sẽ khoe đôi vai trần đi kèm với các phụ kiện hiện đại, phá cách. Với gương mặt xinh xắn, nụ cười ánh mắt dễ thương, cô được mọi người mệnh danh là nữ DJ quyến rũ và thân thiện. DJ King Lady. Cô là DJ mới nổi ở Sài Gòn. Sau khi tham gia The Remix năm 2015 trong đội ca sĩ Giang Hồng Ngọc, tên của cô là Phạm Thị Thu Hiền sinh năm 1993.
Cô chia sẻ rằng mình đã bỏ đại học để theo đuổi niềm đam mê lớn nhất đời mình. Cô có một gương mặt vô cùng xinh xắn kèm làn da nâu khỏe khoắn. Dòng nhạc electro và EDM là sở trường của cô. Dù hiện nay cái tên Kim Lady đã được rất nhiều khán giả biết đến, nhưng cô vẫn không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân để trở thành hình tượng nữ DJ mẫu chuẩn của Việt Nam. DJ Melo, Trần Thị Diễm Ngọc hay Melo sinh năm 1991, cô là nữ DJ khá có tiếng ở Sài Gòn. Trong một dịp tình cờ đi xem show diễn âm nhạc, cô bắt đầu yêu thích nghề DJ, cùng tham gia The Remix năm 2015 ở đội ca sĩ Bảo Anh. Cái tên Melo lại càng được khán giả biết đến nhiều hơn. Cô ấn tượng người xem bởi những hình xăm đầy cá tính và mái tóc nhuộm cực chất. Sở trường của cô là dòng nhạc R&B và hip hop. Ngoài niềm đam mê chính, nữ DJ còn có sở thích sưu tầm xem mô hình. DJ Mino. DJ Mino tên thật là Nguyễn Thị Ngọc My, sinh năm 1991. Nghề DJ bắt đầu theo cô từ năm 17 tuổi và cô chơi nhạc xuyên suốt trong các quán bar từ Bắc cho tới Nam. Vì trình diễn ở nhiều nơi nên cô có phong cách chơi nhạc vô cùng chuyên nghiệp. Mino vừa xinh đẹp lại có tài, không kém phần sắc sảo để đối mặt với những thị phi trong nghề. Cô đã lập gia đình và có một cháu nhỏ, tuy nhiên cô vẫn đang cố gắng theo đuổi niềm đam mê DJ của mình. DJ OC, sinh ra tại mảnh đất miền Tây An Giang, trời phú cho cô sắc đẹp lại có tài. Nữ DJ xinh đẹp này tên thật là Cù Thị Ngọc, sinh năm 1993. Hình ảnh của cô trong mắt khán giả là một phong cách gợi cảm, sexy hơn ai hết. Chính cô còn tự nhận mình là nữ DJ có vòng một đẹp nhất Việt Nam. Nói về chuyện tình cảm thì cô và ca sĩ Bằng Cường từng có khoảng thời gian làm việc chung để có tình cảm với nhau. Tháng 12 năm 2014, cô đứng ở vị trí 24 trong top 100 DJ hàng đầu thế giới. Ngoài ra cô còn đứng thứ 3 trong top 10 DJ nữ gợi cảm nhất châu Á 2014. DJ Trang Moon. Nhắc đến top 10 nữ DJ xinh đẹp nhất Việt Nam thì không thể không kể đến DJ Trang Moon. Cô có tên thật là Hà Quỳnh Trang, sinh năm 1993 tại Hà Nội. Sau khi tham gia chương trình The Remix Hòa Âm Ánh Sáng năm 2015, tên tuổi của cô đã được vụt sáng rộng khắp. Cô sở hữu gương mặt sáng và cân đối, thân hình quyến rũ và hơn hết là đôi mắt nụ cười tươi tắn tự nhiên. Với phong cách chơi nhạc phóng khoáng sôi động, cô xứng đáng là một trong những nữ DJ xinh đẹp nhất Việt Nam mà không phải bàn cãi gì cả. Tên tuổi của Trang Moon gắn liền với những bản phối Cơn Mưa Ngang Qua, Em Của Ngày Hôm Qua. DJ cái nghề mà người ta gọi là phù thủy âm nhạc không phải là một nghề trải đầy hoa hồng. Những cái tên trong top 10 nữ DJ xinh đẹp nhất Việt Nam kể trên góp mặt ở đêm nhạc nào là đêm đó đầy sức hút. Bên cạnh sự hào nhoáng đẹp đẽ, quyến rũ và cháy hết mình ở các show diễn, các DJ còn gặp phải nhiều cám dỗ cùng những lời thị phi bên ngoài. Mọi người nên có cái nhìn thoáng hơn và hiểu về nghề DJ, vốn không phải ai cũng làm được. It's hot here. Maybe I should take my shirt off. Is that all right? Fan service là một thuật ngữ mà ắt hẳn các tín đồ anime hoặc manga không thể không biết. Điển hình nhất, rất nhiều fan service trong anime hay manga cố ý gây thu hút qua các nội dung gợi lên tính dục hay các nội dung khiêu dâm, cảnh khỏa thân, những hình ảnh phụ nữ theo phong cách pin-up girl rất phổ biến với những bộ đồ thiếu vải. That was so hot. Sau đây chúng ta sẽ đến với danh sách top 10 series anime vô cùng nóng bỏng do khám phá.tv bình chọn nhé. What's going on? Tell me, is it better after I do this? Hey!